Anh Duy Ân nè, anh có công nhận là bây giờ có rất là nhiều loại trái cây, những trái cây nước ngoài bày bán cũng hằng hà sa số, nhưng mà nói về độ ngọt ngon thì không có nơi đâu bằng trái cây miền Tây được trồng trên mảnh đất phù sa của mình hết trơn không? Dân, cái vị ngọt của trái xoài á, hay là nhiều mặt hàng nông sản khác á, ngoài khí hậu nè rồi thổ nhưỡng thì có lẽ cũng bởi sự nhọc lòng của bà con nông dân mình nữa. Dạ hả, mỗi khi mà nhắc tới xoài của miền Tây thì nhiều nhất và nức tiếng nhất phải kể tới xoài Cao Lãnh. Xoài Cao Lãnh, dạ, loại đặc sản này trải qua bao thăng trầm nhưng bây giờ thì đã khẳng định được giá trị và thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước. Bản tin nông nghiệp sinh thái của truyền hình Hậu Giang hôm nay còn nhiều nội dung đáng chú ý. Nông dân Cần Thơ sở hữu giống mít lạ mang hương vị sầu riêng. Khi con tôm rủ cây lúa đi đường hữu cơ. Lai tạo thành công giống cà chua ăn tươi, trái ngọt như nho, như táo. Quý vị và bà con thân mến, mít á là loại cây trồng mà được nhiều nông dân mình chọn để mà canh tác. Và thời gian gần đây, nhà vườn ở Cù Lao Tân Lộc ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đang thu hoạch một giống mít độc lạ nhưng đầy triển vọng luôn đó chị Cẩm Nguyên. Mít nhưng mà hương vị sầu riêng đúng không? Kể cả muối mít thì cũng giống như là cơm sầu riêng nữa. Chủ vườn cho biết giống cây này là giống cây ngoại nhập mang lại giá trị kinh tế cao, và những cái tín hiệu ban đầu thì lại cho nhà vườn có thêm những cái dự định phát triển loại cây trồng này trong thời gian tới. Người lai tạo thành công giống mít sầu riêng này là anh Nguyễn Hữu Khang ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Anh cho biết trước đây từng có thời gian ở Đài Loan ăn thử giống này và thấy có mùi đặc trưng nên quyết tìm cách phát triển. Anh hỏi mua cây giống từ Đài Loan rồi cắt nhánh đem về Việt Nam lai tạo được khoảng 400 cây. Anh Khang chia sẻ, bí quyết để có những trái mít đẹp, đồng đều, nhà vườn nên xử lý để mỗi cây neo từ 5 đến 7 trái, đảm bảo tỷ lệ cân xứng với cây để tập trung dinh dưỡng. Từ những nhánh mít ban đầu đưa về, hiện anh Khang lai tạo thành công 3 loại mít sầu riêng có ruột khác nhau là mít sầu riêng ruột hồng, kem và vàng. Mỗi loại sẽ có một hương vị đặc trưng khác nhau. Trong đó, mít sầu riêng ruột vàng được đánh giá là vượt trội, có thịt dày, hột nhỏ, các múi rất giống với cơm của trái sầu riêng. Trên thị trường, mít sầu riêng chưa phổ biến, sản lượng tiêu thụ còn rất hạn chế nên giá bán khá cao, khoảng 80.000 đồng một ký. Còn cây giống có giá lên tới 200.000 đồng một cây. Trung tâm nghiên cứu khoai tây rau và hoa tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng vừa nghiên cứu lai tạo và phát triển thành công các giống cà chua giá trị kinh tế cao. Trong đó bao gồm nhóm cà chua cherry, cà chua bíp vàng và mật ong. Theo các chuyên gia, hiện hai giống cà chua cherry của trung tâm rau hoa là NT10 Cherry 6 khảo nghiệm thành công và đơn vị này công bố lưu hành với năng suất có thể đạt từ 50 đến 60 tấn một hecta. Các giống đều được lai tạo phục vụ phát triển trong môi trường nhà kính công nghệ cao. Cây được trồng trên giá thể với quy trình tưới nước nhỏ giọt, chăm phân tự động, kết hợp quy trình bảo vệ sâu bệnh hại nghiêm ngặt hiện đại. Trái chính có độ ngọt trung bình trên 10%, tương đương độ ngọt của nho hay táo, phù hợp với thị hiếu của thị trường. Hiện cà chua cherry ăn tươi có giá trị kinh tế cao với giá bán từ 35.000 đến 80.000 đồng một ký. Trung tâm nghiên cứu khoai tây rau và hoa liên kết với các hợp tác xã, doanh nghiệp xây dựng những mô hình sản xuất và chuyển giao giống để người dân canh tác. Vâng, những giống cây trồng mới giúp mở ra được nhiều triển vọng mà muốn phát triển bền vững thì mình phải tính chuyện dài hơi, đó chính là hướng đến thị trường và xuất khẩu nữa đó chị Nguyên. Dân thị trường cũng là điều mà nhiều nông dân ở huyện vùng cao Nghệ An hướng đến khi mà mong muốn đưa cái củ gừng quê hương vươn xa và còn đi xuất khẩu nữa. Dân, mà làm được chuyện này cũng đâu có phải chuyện dễ dàng gì đâu. Phải bà con mình phải kiên trì nè, rồi đồng lòng trong suốt cả chục năm trời nữa. Bí quyết nằm ở việc là đi sâu vào các sản phẩm sau chế biến. Nhận thấy tiềm năng của củ gừng có thể xóa đói giảm nghèo, 10 năm trước, ông Nguyễn Văn Luân,
cùng ăn, cùng ở, cùng lên nương rẫy với nông dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An để nghiên cứu cách trồng gừng. Từ đây, ông thành lập hợp tác xã với 20 thành viên tham gia thí điểm trồng gừng hữu cơ trên diện tích 10 hectare, đến nay có gần 150 hộ nông dân liên kết. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sản lượng gừng đạt 30 tấn một hectare, mẫu mã ngày càng đẹp hơn và nhất là hàm lượng tinh dầu cao. Ước tính mỗi hectare gừng cho thu nhập lên đến 200 triệu đồng. Mỗi năm, hợp tác xã thu mua hơn 1.000 tấn gừng và sơ chế để cung cấp cho các tiểu thương tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đến thị trường Bangladesh, Ấn Độ, Pakistan và các nước châu Âu. Cách đây 3 năm, sản phẩm gừng Kỳ Sơn được tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao. Ngoài thu mua xuất khẩu, hợp tác xã còn đầu tư máy móc đi sâu chế biến các sản phẩm từ gừng như tinh dầu gừng, tinh bột gừng, cao gừng, gừng sấy dẻo nhằm nâng cao giá trị của thương hiệu gừng Kỳ Sơn lên vị thế mới. Những dòng sông chở nặng phù sa bao đời tưới tắm cho cây lúa tốt tươi và những nông dân ở vùng ven biển thì chỉ canh tác được từ 1 tới 2 vụ lúa mà thôi. Cho nên là để khai thác tối đa giá trị kinh tế thì bà con mình còn linh hoạt áp dụng các mô hình luân canh, xen canh cho con tôm ôm cây lúa. Dân bà con ở xã Long Hòa, Hòa Minh của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũng áp dụng mô hình này. Con tôm từ lâu trở thành kinh tế mũi nhọn, thu nhập chính cho bà con. Và để phát triển bền vững, con tôm còn rủ cây lúa đi theo hướng hữu cơ. Hàng năm vào mỗi mùa thu hoạch tôm, các chủ trang trại ao nuôi ở xã Long Hòa, Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh có lời từ 50 đến 70 triệu đồng một hecta, tùy theo giá cả thị trường. Xen canh nuôi tôm càng xanh trên đất lúa được xem là mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, do có thể trồng lúa vào mùa mưa và nuôi tôm vào mùa khô trên cùng một diện tích canh tác. Nông dân chia sẻ, sau khi nuôi một vụ tôm thì trồng một vụ lúa. Khi đó, những chất thải hữu cơ dưới đáy ao sau khi thu hoạch tôm sẽ làm cho ruộng thêm màu mỡ. Nhờ vậy mà nông dân hoàn toàn không cần sử dụng phân thuốc bảo vệ thực vật. Ngược lại, sau vụ lúa, đất được cải tạo, môi trường thuận lợi, nên tôm nuôi mau lớn, ít gặp rủi ro và dịch bệnh. Hiện toàn xã có hơn 100 hộ nuôi tôm với trồng lúa hữu cơ, diện tích khoảng 45 hectare. Giá bán tôm càng xanh cũng đang ở mức cao, cụ thể loại 7 đến 10 con một ký, giá từ 270 đến 300 ngàn đồng, loại từ 15 đến 17 con một ký, giá từ 170 đến 190 ngàn đồng một ký. Với mô hình này, ngoài việc tăng giá trị lợi nhuận và tỷ trọng sản xuất nông nghiệp, còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái của vùng hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững. Ngành nông nghiệp tỉnh còn chú trọng quy trình canh tác hữu cơ, đăng ký thương hiệu, mẫu mã, tôm giống. Có như vậy thì mới phát triển bền vững và lâu dài được. Trở lại câu chuyện đặc sản trái xoài Đồng Tháp, thì tỉnh chọn đây là một trong năm ngành hàng để tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh. Và Đồng Tháp cũng là nơi có diện tích xoài lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, với diện tích gần 15.000 hecta, với trị giá gần 2.700 tỷ đồng. Vâng, và giống như các loại nông sản khác thì loại trái cây này cũng gặp những bấp bênh của thị trường. Và chìa khóa để giải bài toán này chính là ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là vùng chuyên canh chất lượng cao, yếu tố thứ hai là xuất khẩu và yếu tố thứ ba là tăng giá trị cho sản phẩm sau chế biến. Tỉnh Đồng Tháp quy hoạch vùng chuyên canh xoài cát chu chiếm 60% diện tích và xoài cát Quà Lộc chiếm 30%, tập trung nhiều nhất ở huyện Cao Lãnh và thành phố Cao Lãnh. Nông dân thực hiện trồng rải vụ với lợi nhuận cao hơn từ 50 đến 60%. Nông dân áp dụng quy trình canh tác nghiêm ngặt, từ quản lý dùng nguyên liệu đạt chuẩn, phân loại đồng đều, làm sạch tốt, đảm bảo dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở mức cho phép. Nhà vườn còn sử dụng kỹ thuật bao trái xoài theo tiêu chuẩn GAP với 85% diện tích hay công nghệ sau thu hoạch đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Ngoài ăn tươi, xoài Đồng Tháp còn được chế biến giúp tăng giá trị, bảo quản được lâu như rượu xoài, mứt xoài, xoài sấy dẻo, các loại bánh từ xoài thơm ngon, hấp dẫn. Các doanh nghiệp hướng đến quy trình sử dụng tái chế phụ phẩm được tạo ra trong quá trình sản xuất chế biến rau quả, tạo giá trị gia tăng cao. Một số đơn vị còn xử lý phế phụ phẩm trong sản xuất, chế biến vỏ, hạt xoài để tạo ra thức ăn chăn nuôi, phân bón,
từ đó hình thành các mô hình kinh tế tuần hoàn. Trong đó phải kể đến mô hình của ông Trần Quang Thâu ở thành phố Cao Lãnh. Nông dân này cho biết chế biến có thể tận dụng được hết các trái xoài loại 2, loại 3 và những sản phẩm giạt không đạt về mẫu mã, nhưng chất lượng vẫn đảm bảo. Từ đây đa dạng các sản phẩm từ trái xoài, giảm lượng ùn ứ mỗi khi vào vụ thu hoạch rộ. Trung bình mỗi tháng, cơ sở ông cung ứng gần 200 kg xoài sấy thành phẩm, tương đương với gần 2 tấn xoài tươi, giá bán từ 500 đến 600 ngàn đồng một ký. Tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Tổ hợp tác xoài Ba Két là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Nhà vườn dùng mạng xã hội quảng bá và giới thiệu sản phẩm, kết hợp với các trang web làm tem truy xuất nguồn gốc, lập trang riêng để minh bạch nông sản, nhờ vậy được thị trường tin dùng. Xoài của tổ hợp tác xã xoài Ba Két được cấp mã số vùng trồng, quản lý trên phần mềm, quản lý nhật ký điện tử, cấp tem có mã QR, tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử của Foodmark. Ngành nông nghiệp cũng cho biết tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện chuyển đổi số trong nông nghiệp trên nền tảng số, truy xuất nguồn gốc, hướng đến xuất khẩu. Xoài Đồng Tháp khẳng định giá trị thương hiệu và chỉ dẫn địa lý xoài Cao Lãnh, ưu tiên các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông và nghiên cứu các thị trường tiềm năng khác như là Trung Quốc, EU, Hoa Kỳ và Hà Lan. Mà để làm được điều này thì cần sự đồng lòng nè, rồi sự kiên trì nữa, mà trong đó là lấy chất lượng, an toàn làm tiêu chí hàng đầu trong quá trình chăm sóc từ lúc còn ở trên cây cho tới lúc thu hoạch luôn. Dạ thưa bà con, thì đến đây thì bản tin nông nghiệp sinh thái của truyền hình Hậu Giang cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn bà con quan tâm theo dõi trong những phút vừa qua. Và ngay sau đây là nhịp sống ngày mới. Quý khán giả và bà con đừng vội chuyển kênh.